Hello các bạn, lại là Phúc đây. Một cái quán ăn sân vườn nấu rất là ngon trong một cái con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Luân, quận 6. Sau cái chuyến công tác dài ngày miền Tây ấy, thì một anh trong công ty nhà quận 6 rủ đi ăn tối xả stress, cho nên hôm nay Phúc chỉ là khách mời thôi nha. Từ đường Nguyễn Văn Luân chạy về vòng xoay Phú Lâm, vừa qua ngã tư Hậu Giang thì các bạn rẽ phải vô hẻm 336 Hậu Giang, chạy chừng chục mét gặp trường mầm non Họa Mi thì rẽ trái chạy cuối đường là tới nha. Hẻm rộng, xe hơi vào rất là thoải mái luôn. Chiều tối hôm nay tụi mình đi ăn tại quán sân vườn 360 tại địa chỉ là 336/27/9 đường Nguyễn Văn Luân, quận 6. Quán sân mở cửa từ 1 giờ trưa cho đến tối mỗi ngày. Tôi mắc cười nhất là hôm nay tôi được rủ tới, tôi là người được rủ mà tôi với ông anh mập ú đến đầu tiên. Phúc quyết định chọn cái chỗ đẹp nhất ở trên lầu, rất là mát và nắng chiều rọi đẹp lắm. Cạnh ban công nhìn xuống khoảng sân rộng có hồ cá coi khá là đẹp, hồ hải sản bơi lụm chụm. Một cái điểm mà Phúc khá thích ở đây là cực kỳ yên tĩnh, không có một tiếng xe nào luôn. Vừa tới nơi ấy, thì ông anh tài mập gọi luôn một lèo trong lúc tôi đi quay linh tinh một món bò nướng trộn với lại rau diếp cá. Cái món này mà ai ăn được rau diếp cá thì các bạn hãy gọi nha. Thêm một con cá bóng mú trộn với xoài ngon nhất cái nách luôn. Khúc sau ấy, thì mình gọi một phần sụn gà chiên nước mắm nữa. Cá bóng mú được chiên giòn rất là ngon luôn, cá không có bị chiên quá lửa. Quán để riêng một con cá chiên và một dĩa xoài, cắt xoài đã được nêm nếm kỹ lưỡng. Có một em nhân viên dễ thương cầm kéo qua rồi cắt giùm tụi tôi luôn. Cá bóng mú thì thịt này nhiều, trộn với lại gỏi xoài ăn vị được lắm nha. Cái lúc đang trộn gỏi xoài là trời chiều hôm nay đẹp dã man luôn, có bụi tre rì rào ngay sau lưng. Ăn tới món thứ hai rồi mà nhân vật chính vẫn chưa có tới, nên Phúc gọi thêm một dĩa rau xào nấm đồng cô để ăn kèm với lại dĩa sụn gà chiên nước mắm. Sụn gà ngon không có bị mặn đâu nha, có thêm ít rau răm ăn kèm nữa. Rồi tụi mình nhâm nhi với món mực nướng sa tế siêu ngon chấm muối ớt, không có bị khét nghẹn như bữa Phúc ăn ngoài Vũng Tàu đâu nha. Nhưng mà cái món đỉnh của đỉnh đón ông anh tới trễ là lẩu riêu cua đồng ngon nhất cái nách luôn. Lẩu có nguyên miếng riêu cua to dày bằng cái dĩa luôn á. Cái món lẩu riêu cua đồng mới ăn kèm với lại ốc bu, huyết, đậu hũ, cà chua, thêm ít rau chuối thập cẩm với lại nước lẩu ngọt ngon vừa miệng, không có bị quá ngọt theo kiểu bún riêu miền Tây đâu nha. Menu quán thì gần cả trăm món á, nhưng mà Phúc không có trả tiền cho nên tôi cũng quên hỏi tổng thiệt hại hết nhiều tiền rồi. Quán sẽ phù hợp với lại nhóm bạn hẹn hò hoặc là gia đình nè, nhiều không gian riêng biệt chứ không có ngồi chung một sàn nha. Có phòng riêng tư nếu mà các bạn cần nữa. Phúc nhà cũng gần đây mà không hề biết quán luôn nha. Nay nhờ ông tài mập mà biết được một cái quán ưng cái bụng, các bạn đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều địa điểm ăn uống ngon ở Sài Gòn nha.